Câu 159 đến câu 160 đây là một cái advertisement, là một cái quảng cáo ha. Câu 159, the advertisement, cái quảng cáo này nè thì rất có khả năng là dành cho ai? Ok, là đáp án trước nha em, câu A. Someone, người nào đó mà họ cần tìm một cái apartment, là căn hộ. Câu B, người nào đó mà họ thích sử dụng cái nơi làm việc riêng tư. Câu C, ai đó mà muốn bắt đầu exporting, là xuất khẩu sản phẩm hàng hóa ha. Câu D, ai đó mà họ đã run out of, là hết, hoặc là không có cái space, cái chỗ storage, là lưu trữ dự trữ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò từ đầu xem quảng cáo này có thể dành cho ai nha. Trên cái quảng cáo này có một cái tiêu đề này em, thì thường chúng ta tuyệt đối không được bỏ qua cái tiêu đề của quảng cáo, bởi vì thường cái vật quảng cáo, cái nội dung quảng cáo nó thường nằm ở cái tiêu đề nha em. Rồi cùng đọc nha. Mình có từ Goliath Storage. Storage là cái sự lưu trữ nè, cái sự cất giữ. Goliath có thể là một cái tên ha. Rồi đọc tiếp nè em. Secure and convenient spaces. Spaces là không gian hay là cái chỗ. Convenient là tiện lợi. Secure là an toàn. Những cái chỗ tiện lợi và an toàn cho những cái belongings, là tài sản hay là vật dụng cá nhân của bạn. Vậy thì khi đọc đến đây thì đáp án chắc chắn là câu gì rồi em? Câu A được không? Cái nơi lưu trữ, cái nơi dự trữ, cất giữ đồ. Goliath, dự trữ tài sản, cất giữ tài sản, thì tại sao lại là apartment, là căn hộ được, là câu A sai phải không nào? Còn câu B, nơi làm việc riêng tư cũng càng sai luôn. Câu C, ai đó mà muốn bắt đầu xuất khẩu sản phẩm cũng không có liên quan ha. Vậy đáp án chắc chắn là câu D được không nào? Ai đó mà họ đã hết hoặc là không có cái chỗ để mà lưu trữ dự trữ đồ đạc được không nào? Đáp án là câu D ha. Câu 160, what is being offered, cái điều gì thì đang được cung cấp như là một phần của promotion, là chương trình khuyến mãi. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Promotion ha, đó là bán trước nào? Câu A, discounts, giảm giá cho cái phí hàng tháng. Câu B, upgrades, nâng cấp lên cái kích cỡ lớn hơn. Câu C, pick up những cái belongings, tài sản, đồ dùng cá nhân, complimentary, miễn phí. Câu D, cái giá thấp hơn cho cái insurance, là bảo hiểm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem chỗ nào có chương trình khuyến mãi nha em. Khi nhìn vào thì chúng ta thấy ngay là có cái gì đây? 20% giảm giá phải không nào? Cùng dịch câu này nha. For the month, chỉ có trong duy nhất là tháng 12, thì những ai mà mua insurance, bảo hiểm cho những cái items, những cái vật dụng, những cái mặt hàng á, được store, được lưu giữ, được cất trữ của họ đó, qua cái văn phòng của chúng tôi thì sẽ receive, nhận được 20% giảm giá trên cái policy của họ. Vậy đây là chương trình khuyến mãi rồi đúng không em? Diễn ra có trong vòng tháng 12 thôi. Vậy giảm giá là câu nào ha? Giảm giá là câu A nè, có từ discount, nhưng cũng có thể là câu gì luôn, câu D nữa, bởi vì có từ gì em? Lower price là giá thấp hơn. Giá thấp hơn chính là được khuyến mãi phải không nào? Còn câu B, upgrades, nâng cấp lên là sai nè. Câu C, cái gì đó miễn phí cũng sai luôn. Ok, vậy bây giờ chúng ta xem câu A hay câu D. Câu A là giảm giá cho phí hàng tháng, còn câu D là giảm giá cho cái bảo hiểm. Em đọc kỹ lại câu này xem, nó là gì đây? Những ai mà mua bảo hiểm á, cho những cái mặt hàng, món đồ được cất giữ lưu trữ của họ thông qua văn phòng của chúng tôi thì nhận được 20% giảm giá trên cái policy của họ. Vậy đâu có phí hàng tháng gì đâu. Vậy đáp án có khả năng cao hơn là câu gì vậy em? Câu D ha. Thật ra mình có từ policy đó em. Thường chúng ta gặp có nghĩa là chính sách, nhưng mà policy còn có nghĩa là hợp đồng bảo hiểm nữa ha. Hợp đồng bảo hiểm. Và chỗ này là giảm giá cho cái bảo hiểm á, được không nào? Câu D ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài quảng cáo này các em nha. Cùng dịch nào, đầu tiên mình có từ storage, có nghĩa là sự lưu trữ hay là sự cất giữ đồ đạc ha. Chỗ này có nghĩa là cái kho lưu trữ đấy em. Kho lưu trữ đồ đạc ha, tên là Goliath. Tiếp theo mình có từ secure, có nghĩa là an toàn hoặc là đảm bảo ha. Secure. Convenience là tiện lợi. Spaces là cái nơi, chỗ ha. Những nơi, những chỗ tiện lợi và an toàn cho những cái belongings của bạn. Mình có từ belongings, có nghĩa là tài sản nè. Tài sản ha, vật dụng của bạn. Has your home, nhà của bạn á, và business, doanh nghiệp của bạn á, thì có trở nên full, là đầy ắp những cái đồ đạc đó em, một cách không thoải mái hay không? Well, rather than, thay vì á, relocating, mình có từ relocate có nghĩa là chuyển địa điểm nha em. Relocate, chuyển địa điểm ha. Hay là chuyển nơi. Thay vì á, là chuyển địa điểm, chuyển nơi đi một cái nơi khác, thì hãy check out cái Goliath Storage. Vậy mình có từ check out cho em, thường á, chúng ta thấy trong ngữ cảnh liên quan đến khách sạn, nó trái nghĩa với từ check in. Check in á, thì có nghĩa là làm thủ tục nhận phòng ha. Còn check out á, thì có nghĩa là làm thủ tục trả phòng và thanh toán. Nhưng mà trong trường hợp này đó em, thì check out nó mang một cái nghĩa khác nữa. Nó có nghĩa là đến thăm, ghé qua và tìm hiểu thêm một nơi nào đó nha. Ghé qua và tìm hiểu thêm một nơi nào đó. Ghé qua, ghé đến và tìm hiểu ha, một nơi nào đó. Ví dụ lại chỗ này nha. Hãy check out, hãy ghé đến và tìm hiểu về Goliath Storage, được tọa lạc tại số 452 East Island Way, chỉ bên cạnh, bên ngoài, ngay bên ngoài, ngay cái vùng bên
chỉ bên cạnh hay là giáp ranh với vùng Toronto ha. Chúng tôi có hơn 800 căn và cung cấp cái giá rất là tuyệt vời cho cái lease. Mình có từ lease là việc thuê đó em, việc thuê ha, việc cho thuê. À, cho cái việc thuê hàng năm hoặc là hàng tháng. Nếu mà những cái việc thuê mà long term á, là dài hạn ha, long term dài hạn. Nếu mà thuê dài hạn á, thì cái mức giá nó sẽ negotiable, là có thể thương lượng ha. Negotiable là có thể thương lượng. You can rest assured. Mình có từ rest assured có nghĩa là yên tâm nha. Yên tâm ha, yên tâm. Bạn có thể rest assured, bạn có thể yên tâm á, rằng những cái belongings, những cái đồ đạc, những cái tài sản của bạn á, thì sẽ safe, là an toàn. Chúng tôi có một cái system, một cái hệ thống camera state of the art. Mình có từ state of the art là bằng với từ modern đó em, có nghĩa là hiện đại ha. Có một từ nữa cũng hay ra thi, đó là từ cutting edge, cũng là hiện đại luôn ha. Ok, cô dịch lại nha. Chúng tôi có một cái hệ thống camera hiện đại và nhân viên an ninh ha, nhân viên bảo vệ đó em, làm việc 24 giờ trên một ngày for local business. Đối với những cái doanh nghiệp địa phương á, thì chúng tôi cũng có 10 cái căn cold storage. Storage là dự trữ nè em, cold là lạnh nè, có nghĩa là cái kho lạnh, cái kho dự trữ lạnh đó ha. Chúng tôi có 10 căn kho lạnh để mà cho thuê, rất là phù hợp cho cái việc giữ những cái goods, là hàng hóa đem, goods mà có S là danh từ, có nghĩa là hàng hóa ha, hàng hóa, để mà giữ cho những cái hàng hóa mà nó yêu cầu refrigerator, có nghĩa là sự làm lạnh đó em, sự làm lạnh ha, sự làm lạnh, refrigeration. Còn refrigerator có nghĩa là cái máy, cái tủ lạnh đó. Ok, rồi tiếp nào. For the month, chỉ trong duy nhất tháng 12 đó, thì những ai mà mua bảo hiểm cho những cái items, những cái món đồ, những cái mặt hàng được store, được lưu trữ, cất giữ của họ thông qua cái văn phòng của chúng tôi đó, thì sẽ nhận được 20% giảm giá cho cái policy của họ. Policy có nghĩa là hợp đồng bảo hiểm ha, hợp đồng bảo hiểm. Ngoài cái nghĩa là chính sách thì nó còn có nghĩa là hợp đồng bảo hiểm nữa em, hợp đồng bảo hiểm ha. Ok, to inquire, inquire có nghĩa là yêu cầu thông tin ha, để mà yêu cầu thông tin, hỏi thông tin về những cái chỗ trống cho thuê á, giá cả nè, và regulations có nghĩa là quy định và quy tắc đây, quy định hay là quy tắc ha. Thì hãy ghé đến cái website này được không nào. Có 159 câu A, mình có từ apartments có nghĩa là căn hộ ha, apartments căn hộ. Câu D mình có từ run out of, run out of có nghĩa là hết hay là cạn kiệt ha, hết hay là cạn kiệt. Có 160 mình có từ complimentary có nghĩa là miễn phí ha, complimentary miễn phí. Ok, câu 161 đến câu 164, đây là một cái email ha. Câu 161, what is the recipient, người nhận của cái email á thì được yêu cầu về việc gì? Ok, đã bán trước nha. Câu A, cái số năm làm việc ở một cái vị trí trước đây. Câu B, possibility, khả năng để mà tham dự một cái buổi phỏng vấn. Câu C, willingness, cái sự sẵn sàng để mà ký một cái hợp đồng. Câu D, lý do cho một cái extended career break. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem đoạn đầu nha. D, a leisure. Khi mà xem xét qua cái resume, cái sự lý lịch và cái thư xin việc của bạn đó, thì tôi muốn yêu cầu bạn là đến Capra System cho một cái buổi phỏng vấn vào ngày 18 tháng 1. Thêm một câu nữa cho chắc nha. Vui lòng cho tôi biết rằng liệu bạn có thể đến trong cái khoảng từ 9 giờ đến 12 giờ hay không. Và nếu mà được thì khi nào bạn muốn phỏng vấn? Ok, vậy đáp án là câu gì đánh được liền vậy em? À, câu B phải không nào, cái khả năng có thể tham gia một buổi phỏng vấn hay không ha. Ok, câu 162, what is suggested, cái điều gì thì được nói về Mr. Mans, về từ khóa chính là Mr. Mans. Sau đó là bạn trước nào câu A, he shared, ông ấy đã chia sẻ cái văn phòng cùng với những nhân viên khác, có nghĩa là làm việc chung văn phòng với nhân viên khác ha. Câu B, ông ấy thì liên quan đến cái việc là tạo ra sản phẩm. Câu C, ông ấy đã tham dự một cái trade fairs, một cái hội chợ triển lãm thương mại. Câu D, ông ấy đã chấp nhận một cái lời đề nghị retirement, là về hưu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem Mr. Mans ở vị trí nào nha. Giờ tiếp đoạn số 2 nha. À, ở đây phải không nào, cùng đọc câu này đi. The current sales manager, cái người quản lý bán hàng hiện tại đó, tên là Mans. Vậy thì ông Mans là người quản lý bán hàng. Vậy loại câu nào vậy em? À, loại câu B phải không nào? Quản lý bán hàng thì đâu có liên quan đến việc tạo ra sản phẩm đâu ha. Rồi dịch tiếp nha. Has held, ông Mans đã giữ cái vai trò này nè, là vai trò quản lý bán hàng đó, được hơn một thập niên, là hơn 10 năm. Nhưng mà ông ta sẽ leave, rời khỏi vào đầu tháng 2, và được expected, được dự đoán á, là sẽ be away, vắng mặt ha, trong vòng 8 tháng. Do đó chúng tôi cần một ai đó để mà handle, xử lý những cái trách nhiệm, những cái công việc của ông ấy trong suốt cái khoảng thời gian đó. Mr. Mans đã lãnh đạo một cái đội, một cái nhóm gồm 4 nhân viên, trong đó có một intern là thực tập sinh, và làm việc hầu hết thời gian là ở cái văn phòng thị trấn của chúng tôi. Though mặc dù là có một số cái công việc đó đòi hỏi sự đi lại cũng bao gồm vào. Vậy có nghĩa là hầu như là tất cả những cái thời gian nó sẽ làm việc ở đâu em? Ở văn phòng ha.
nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng có đi lại, được không nào? Chưa có đáp án nào, dịch tiếp nào. Sometimes, thỉnh thoảng đó. For instance, ví dụ thì những cái managers và những cái người quản lý của Cabret System sẽ tham dự những cái show triển lãm về game trade thương mại ở những thành phố khác. Vậy những người quản lý của Cabret System trong đó có ông Mans không em? À có phải không nào? Bởi vì ông Mans chính là quản lý bán hàng phải không? Vậy là ông ta có tham dự trade shows phải không nào? Vậy thì em xem là đáp án là câu nào ha? À, đáp án chính xác sẽ là câu C. Ông ấy đã tham dự những cái buổi hội chợ triển lãm về thương mại ha. Mình có cái từ giống nhau là trade fairs và trade shows là giống nhau, được không nào? Câu 163, cái opportunity, cái cơ hội mà Mr. Clark đã đề cập trong cái email là gì? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Opportunity và Mr. Clark hay là đáp án trước nào? Câu A, kiếm được cái bonus, cái tiền thưởng hàng tháng ha. Câu B, attending, tham dự vào một cái grand opening là buổi khai trương nào đó. Câu C, nhận một cái new role, một cái vai trò mới, nhiệm vụ mới. Câu D, làm việc từ nhà, có nghĩa là làm việc ở nhà ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem Mr. Clark là ai vậy em? Là người viết cái email này phải không nào? Ok, rồi opportunity, mình cùng dò nha. Đoạn cuối cùng mình chưa dò này em, dò tiếp nè. If you are hired, nếu mà bạn được thuê đó, thì cái 8 months, cái 8 tháng đầu tiên này nè, sẽ được xem như là một cái period, một cái giai đoạn, một cái thời kỳ probationary. Nếu mà bạn nhận được cái positive evaluations, những cái đánh giá tích cực là những đánh giá tốt á, thì bạn sẽ được cho một cái option, một cái sự lựa chọn. Được cho một cái sự lựa chọn thì rất có khả năng là được cho cơ hội, phải không nào? Cùng dịch tiếp nha. Bạn sẽ được cho một cái sự lựa chọn là continue, tiếp tục làm việc tại Cabret System ở một cái vị trí khác. Vậy đáp án là câu gì vậy em? Là câu C, phải không nào? Là nhận một cái vai trò mới. Nhận vai trò mới có nghĩa là nhận một cái gì em? Different position, vị trí khác ha. Thì đáp án chính xác là câu C. Câu 164, ở vị trí nào được đánh dấu 1, 2, 3, 4 thì câu sau đây thuộc về, đối với dạng này chúng ta đọc câu đang đọc kép trước ha. Đây, these, những cái này á, thì bao gồm cái việc communicating, giao tiếp với lại khách hàng, đặt ra những cái targets, những cái mục tiêu bán hàng và những cái công việc khác. Ok, vậy cái câu này đang nói đến những cái công việc, những cái trách nhiệm công việc phải không nào? Lúc này chúng ta có dò một cái chỗ nó nói về trách nhiệm công việc, em có nhớ chỗ nào không? Ở đoạn số 2, những cái trách nhiệm công việc của ông Mans phải không nào? Chỗ này nè em, his duty. Đọc lại câu này nha. Thus, vì thế chúng tôi cần một ai đó để mà handle, xử lý những cái trách nhiệm, những cái công việc của ông ấy trong suốt khoảng thời gian đó. Nói với câu này thì em thấy có liên kết không? Những cái này là những cái trách nhiệm, những cái công việc này á, bao gồm giao tiếp với khách hàng nè, đặt ra mục tiêu bán hàng và những công việc khác. Rất là liên kết rồi, phải không nào? Ok, vậy đáp án rất có khả năng là câu gì em? Câu B là vị trí số 2 ha. Còn nếu mà em muốn chắc hơn thì có thể dịch lại sơ các vị trí 1, 3, 4 cùng dịch lại nha. Số 1 nè, đây em dịch câu phía trước thử xem. Nó đó thì sẽ mất khoảng 30 phút. Nó có nghĩa là gì vậy em? Cái buổi phỏng vấn đâu có liên quan đâu, phải không nào? Còn vị trí số 2 là gì đây? Đây nè, là câu phía trước ha. Câu phía số 2 là đúng rồi. Số 3, số 3 đây ha, ở phía trước là gì đây? They also have to, họ cũng phải đến thăm những cái nơi làm việc của khách hàng thỉnh thoảng. Không liên quan luôn ha. Rồi số 3 là gì đây? Rồi còn số 4 thì sao? Số 4 ở đây ha. Câu phía trước là gì? Bạn sẽ được cho cơ hội làm tiếp tục làm việc tại cái Cabret System ở một vị trí khác. Cũng không liên quan luôn ha. Ok, vậy câu 2 là phù hợp nhất, được không nào? Đáp án là câu B ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch nào, đây là một cái email gửi đến Alicia Salazar. Gửi từ Daniel Clark, chủ đề là invitation, cái thiệp mời, cái thư mời phỏng vấn. Ngày gửi là 11 tháng 1. Alicia thân mến, khi mà đã review là xem xét đây, review là xem xét ha. Khi đã xem xét qua cái resume là sơ yếu lý lịch. Và cover letter, mình có từ cover letter có nghĩa là thư xin việc ha, thư hoặc là đơn xin việc. Khi đã xem xét qua cái sơ yếu lý lịch và cái thư xin việc của bạn á, thì tôi muốn ask, yêu cầu bạn ghé đến Cabret System trong một cái buổi phỏng vấn vào ngày 18 tháng 1. Please, vui lòng cho tôi biết á, liệu rằng bạn có thể đến trong cái khoảng thời gian từ 9 giờ đến 12 giờ không? Và nếu mà có thể, nếu mà như vậy là nếu mà có thể đó, thì khi nào bạn muốn phỏng vấn, thực hiện cái buổi phỏng vấn của bạn ha? Nó sẽ mất approximately khoảng 30 phút, được không nào? Approximately là khoảng hay là sắp xỉ ha? As stated, như đã được nêu ở trong cái quảng cáo về tuyển dụng việc làm đó, thì bạn sẽ interview, phỏng vấn cho cái vị trí quản lý bán hàng temporary, có nghĩa là tạm thời ha. Temporary, tạm thời. The current sales managers, cái người quản lý bán hàng hiện tại đó, tên là Jeffrey Mans, đã giữ cái vị trí, cái vai trò này nè, trong hơn một cái decade, là thập niên. Hơn một thập niên là hơn 10 năm ha. Nhưng mà ông ấy sẽ leave, rời khỏi vào đầu tháng 2
và expected là được mong đợi, được dự đoán em, là be away là vắng mặt trong khoảng 8 tháng. Thus, do đó chúng tôi cần một ai đó để mà handle, xử lý cái duties, cái trách nhiệm, cái bổn phận hay là cái công việc nha. Handle là xử lý ha, xử lý hoặc là giải quyết. Duties là trách nhiệm hoặc là bổn phận hoặc là công việc ha. Tôi cần một ai đó, chúng tôi cần một ai đó để mà xử lý, giải quyết những cái trách nhiệm bổn phận của ông ấy during, trong suốt cái khoảng thời gian đó. Mr. Mans thì đang dẫn dắt, đang lãnh đạo một cái đội nhóm gồm 4 nhân viên, bao gồm một intern là thực tập sinh ha, và works làm việc hầu hết những cái thời gian là ở cái văn phòng của thị trấn của chúng tôi. Though mặc dù là thỉnh thoảng thì cũng có một số cái việc đi lại cũng bao gồm trong đó. Sometimes, thỉnh thoảng, for instance, ví dụ á, là những cái người quản lý của Capra System là sẽ tham dự trade shows, là những cái buổi triển lãm về thương mại, đem trade là thương mại ha, shows là buổi triển lãm nè, ở những cái thành phố khác. Họ cũng phải ghé đến những cái nơi làm việc của khách hàng on occasion. Mình có từ on occasion có nghĩa là occasionally đấy, và có nghĩa là thỉnh thoảng ha, thỉnh thoảng. On occasion hoặc là occasionally là thỉnh thoảng, được không nào? If you are hired, nếu mà bạn được thuê đó, thì cái 8 tháng đầu tiên này sẽ được xem xét như là một cái period, một cái thời kỳ, một cái giai đoạn probationary. Mình có từ probationary có nghĩa là thử thách hay là tập sự ha. Thử thách hay là tập sự. Được xem như là một cái thời kỳ thử thách tập sự. Nếu mà bạn nhận được positive evaluations, mình có từ evaluation là sự đánh giá ha, nhận được những cái sự đánh giá positive là tích cực hay là tốt á, được không nào? Ok, evaluation, sự đánh giá, thì bạn sẽ nhận được một cái sự lựa chọn là tiếp tục làm việc tại Capra System ở một cái vị trí khác. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì chúng ta có thể discuss, thảo luận chúng sau cái buổi phỏng vấn của bạn. Ok, rồi. Câu 161, câu đi, mình có từ extended là kéo dài, lâu đấy em, dài hoặc là lâu ha. Career là công việc nè. Break, mình có từ break có nghĩa là nghỉ một cái khoảng thời gian nào đó ha. Vậy career break có nghĩa là xin nghỉ làm việc đấy em, xin phép ha, xin phép nghỉ trong một cái khoảng thời gian dài. Extended career break là như vậy. Câu đi là gì? Câu đi là cái lý do cho cái việc là xin nghỉ việc làm trong một cái khoảng thời gian dài ha. Rồi câu 162, câu D mình có từ retirement có nghĩa là về hưu ha, retirement, về hưu. Câu 163, câu B mình có từ grand opening có nghĩa là khai trương, lễ khai trương ha. Câu 164 mình có từ targets có nghĩa là mục tiêu ha, mục tiêu hay là mục đích. Câu 165 đến câu 167 đây là một cái survey, một cái khảo sát ha. Câu 165, Miss Woodard đã làm gì á trước khi mà chọn cái công ty Arturo Realty, cái công ty mà có từ Realty là công ty bất động sản nè. Vậy từ khóa có thể là từ nào? Miss Woodard choosing Arturo Realty, phải không nào? Đã bán trước nha câu A. Compare, đã so sánh giá của những căn nhà khác nhau. Câu B, đã nói chuyện với customer, một cái vị khách previous trước đây. Câu C, đã ghé lên cái website của một cái công ty. Câu D, đã liên hệ với several, một số cái realtors là nhà môi giới bất động sản. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem Miss Woodard là ai nha em. Đây phải không nào, có từ your name nè. Và Miss Woodard có khả năng là người làm cái khảo sát này phải không? Rồi còn công ty Arturo Realty ở vị trí nào vậy? Đây nè. Vậy công ty này á đang thực hiện cái khảo sát sự hài lòng của khách hàng. Chúng ta cùng dò thử nha. Thank you, cảm ơn bạn vì đã chọn cái công ty này. Chúng tôi muốn know, muốn biết là cái service, dịch vụ của chúng tôi đã đáp ứng được cái yêu cầu, nhu cầu của bạn. How effectively, hiệu quả như thế nào? Vì thế vui lòng hãy dành ra một ít phút để mà điền vào cái khảo sát này. Rồi, tôi đang mua một cái bất động sản. Bất động sản có thể là nhà hay là đất đó em ha. Rồi, còn bên này là gì? Tôi đang bán một cái bất động sản. Thì bà Woodard đã đánh vào đây phải không em? Vậy có nghĩa là bà ấy đang bán một căn nhà hoặc là một mảnh đất nào đó ha. Rồi, tiếp nào. Why, tại sao bạn choose, chọn làm việc với chúng tôi? Có từ choose nè em. Chọn làm việc với chúng tôi là chọn làm việc với ai? Với Arturo Realty phải không nào? Cùng đọc nhanh qua nha. I got in touch with, tôi đã liên hệ với several, một vài agency là đại lý hoặc công ty real estate là bất động sản. Nhưng cái công ty của bạn đó thì đã responded, đã phản hồi promptly là nhanh nhất ha. Vậy thì trước khi mà bà ấy chọn cái công ty này, bà ấy đã làm gì vậy em? Liên hệ với một số cái công ty bất động sản khác phải không? Vậy đáp án là câu gì em? Câu D phải không nào? Đã liên hệ với một vài cái realtors ha. Ở đây mình có cái từ đồng nghĩa là realtors và real estate agency, được không nào? Đáp án là câu D ha. Câu 166, với cái statement, cái câu nào sau đây á, thì Miss Woodard có khả năng có thể là đồng ý. Ok, đã đáp án trước nha.
Đối với dạng này mình phải dò từng câu thôi em, tại vì trong câu hỏi á không có từ khóa phải không nào? Và câu A trước nào. Mr. Hamlin, ông Hamlin á có một cái network, cái mạng lưới contacts liên hệ rất là extensive, là rộng rãi, rộng khắp. Ok, vậy từ khóa là từ nào vậy em? À, Mr. Hamlin và contacts phải không nào? Mình để ý câu C cũng có Mr. Hamlin luôn nè. Vậy chúng ta gặp luôn câu C nha. À, để dò một lần luôn. Mr. Hamlin á, provides, cung cấp cái sự update, là những cái sự cập nhật frequent, là thường xuyên. Vậy có hai ý ha. Thứ nhất là ông ta có cái mạng lưới liên lạc rất là rộng. Câu C là ông ấy cung cấp cái sự cập nhật thường xuyên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhờ Mr. Hamlin xem ở vị trí nào nha. Giờ tiếp em. Ở đây phải không nào? Ngay cái câu liền dưới có từ Mr. Hamlin. Rồi, bây giờ mình cùng đọc câu này thử nha, nó nói là gì đây. Cũng như vậy á, thì Mr. Hamlin có thể trả lời cái câu hỏi đầu tiên của tôi một cách rất là cẩn thận và chu đáo. Chưa có đáp án. Giờ tiếp xem có Mr. Hamlin không em? À, có phải không nào? Cái câu hỏi thứ hai có nè, cùng dịch qua nha. After I accepted, à, sau khi mà tôi chấp nhận cái đề nghị của người mua đó, thì Mr. Hamlin giữ cho tôi được inform, được thông báo trong suốt mỗi cái bước của cái transaction, cái việc giao dịch. Ông ấy đã gọi cho tôi regularly, rất là thường xuyên, để mà cho tôi biết rằng cái việc gì đang xảy ra. Ok, vậy thì một cái điều về Mr. Hamlin là gì em? À, luôn giữ cho bà ấy được thông tin, được cập nhật, rồi còn gọi thường xuyên nữa, phải không nào? Vậy đáp án là câu gì ha? Đáp án chắc chắn là câu C rồi, không cần dò câu B và câu D nữa nha em. Câu 167, what aspect, cái khía cạnh nào của dịch vụ của công ty này nè, thì Miss Woodard không có hài lòng. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? À, unsatisfied phải không nào? Là đáp án trước nha câu A. Một cái agent, một cái nhân viên á, thì thỉnh thoảng không có rảnh, không có thời gian để mà gặp in person trực tiếp. Câu B, notifications, những cái thông báo á, về cái việc đến tham quan gì đó phải không, thì không có được cung cấp đủ sớm. Rồi câu C, một số cái negotiation, cái sự thương lượng đàm phán á, thì không có được tiến hành một cách hiệu quả. Câu D, một số cái thông tin cá nhân á, thì không có được giữ confidential. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem chỗ nào nói về unsatisfied nha. Giờ tiếp theo nha em. À, ở đây form nào có từ disappointed nè, không hài lòng có nghĩa là thất vọng phải không, cùng dịch câu này nha em nha. Cái khía cạnh nào của dịch vụ á, mà bạn thất vọng nhất? I would have preferred, tôi sẽ muốn nhận được cái gì em, nhận được cái thông báo. Advance là trước nè, more là hơn, có nghĩa là tôi muốn nhận được cái thông báo gì em sớm hơn, khi những cái người mua potential, là tiềm năng á, họ đến để mà xem nhà của tôi. Ok, vậy bà ta muốn gì em? À, thông báo sớm hơn khi mà có ai đó đến xem nhà phải không nào? Vậy đáp án là câu gì em? Thông báo sớm hơn là câu nào? Câu B phải không? Có nghĩa là bà ấy không hài lòng với việc là những cái thông báo về việc đến xem nhà nè, visit nè, thì không có được cung cấp đủ sớm. Ok, vậy đáp án là câu B luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch nào. Đầu tiên mình có từ Realty. Realty có nghĩa là bất động sản ha. Bất động sản. Đây là tên công ty bất động sản đây. Rồi, mình có từ Satisfaction có nghĩa là sự hài lòng ha. Sự hài lòng. Đây là một cái cuộc khảo sát, cái bảng khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng ha. Thank you, cảm ơn bạn vì đã sử dụng dịch vụ của công ty Arturo Realty. Chúng tôi muốn biết cái dịch vụ của chúng tôi đã met, là quá khứ của meet đây, meet ha, meet được cái needs, cái nhu cầu, cái yêu cầu của bạn, có nghĩa là đáp ứng được nhu cầu, cái yêu cầu của bạn. Effectively, hiệu quả như thế nào? Mình có từ effectively là hiệu quả ha, hiệu quả. Còn meet needs có nghĩa là đáp ứng nhu cầu, yêu cầu. Vì thế vui lòng hãy dành ra một ít thời gian để mà fill out, và điền vào ha, fill out, điền vào, để mà điền vào cái bảng khảo sát này. Rồi đầu tiên đó là I was buying, tôi đang mua một cái property. Property cũng là bất động sản luôn ha. Bất động sản thì có thể là đất đai nè, nhà cửa nè, hay là phòng ốc. Còn bên đây là tôi đang bán một cái bất động sản. Rồi, why did you choose? Tại sao bạn lại chọn làm việc với chúng tôi? I got in touch with, tôi đã liên lạc với một số cái real estate agency. Mình có từ agency có nghĩa là đại lý hoặc là công ty ha. Đại lý hoặc là công ty cũng được. Còn real estate là bất động sản luôn ha, bất động sản. Vậy mình học 3 từ liên quan đến bất động sản là từ gì em? Realty, property và real estate ha. Tôi đã liên lạc với một vài cái công ty đại lý bất động sản, nhưng mà cái công ty của bạn á, thì respond là phản hồi ha. Respond là phản hồi. Phản hồi promptly là nhanh chóng nè. Nhanh chóng, một cách nhanh chóng ha. Phản hồi là nhanh chóng nhất. Cũng như vậy thì Mr. Hamlin đã có thể trả lời cái câu hỏi initial là đầu tiên. Initial là đầu tiên ha. Trả lời những cái câu hỏi đầu tiên của tôi á, thoroughly là một cách cẩn thận, một cách kỹ lưỡng, một cách chu đáo ha. Một cách chu đáo, kỹ lưỡng.
Ok, rồi tiếp. What aspect? Mình có từ aspect có nghĩa là khía cạnh nha, khía cạnh. Cái khía cạnh nào của dịch vụ của chúng tôi á mà bạn hài lòng nhất? Ok, after, sau khi mà tôi nhận được cái lời đề nghị của cái người mua đó, thì Mr. Hamlin đã giữ cho tôi được thông tin. Giữ cho một người nào đó được thông tin có nghĩa là cập nhật thông tin cho họ đấy. Cập nhật thông tin cho họ ha. Mr. Hamlin đã cập nhật thông tin cho tôi trong mỗi cái bước của cái việc transaction là giao dịch ha, sự giao dịch. Transaction, sự giao dịch. Ok, ông ấy gọi cho tôi regularly là một cách đều đặn, một cách thường xuyên ha. Đều đặn hay là thường xuyên. Để cho tôi biết là việc gì đang xảy ra. What aspect, cái khía cạnh nào của dịch vụ mà bạn cảm thấy là thất vọng nhất? Ok, tôi muốn nhận được cái notice, cái thông báo advance. Mình có từ advance là trước hay là sớm ha. Có nghĩa là sớm hơn được hôm nào khi mà cái người mua potential. Mình có từ potential có nghĩa là tiềm năng hay là tiềm tàng ha, tiềm năng. Khi mà những cái người mua tiềm năng đó đến để mà xem nhà của tôi cũng sẽ rất là convenient và tiện lợi để mà nhận được ít nhất là cái thông báo trước một tiếng được không nào? Would you recommend, bạn sẽ recommend giới thiệu dịch vụ chúng tôi cho gia đình hoặc là bạn bè của bạn chứ? Yes, ok, rồi ký tên ha, viết tên. Có 165 mình có từ realtors. Realty là bất động sản, realtors là cái người kinh doanh, cái người môi giới bất động sản được không nào? Rồi 166 mình có từ extensive. Extensive có nghĩa là rộng rãi hay là rộng khắp ha. Rộng rãi hoặc là rộng khắp. Câu B mình có từ comply with. Comply with có nghĩa là tuân thủ ha, tuân thủ. Tuân thủ. Vậy câu B có nghĩa là cái công ty này nè thì nó tuân thủ những cái quy định của địa phương. Câu 167, câu A mình có từ in person là trực tiếp. Trực tiếp ha. Vậy câu A có nghĩa là một cái người nhân viên á, agent và nhân viên thì thỉnh thoảng không có rảnh, không có thời gian để mà gặp trực tiếp ha. Câu D mình có từ confidential rất hay ra thi, có nghĩa là bảo mật. Confidential là bảo mật ha. Bảo mật. Vậy câu D có nghĩa là một vài cái thông tin cá nhân á, thì không có được giữ bảo mật được không nào? Confidential. Câu 168 đến câu 171 đây là một cái đoạn discussion, đoạn thảo luận online ha. Câu 168, what is the group discussing? Cái nhóm này thì đang thảo luận về vấn đề gì? Ok, đáp án trước nha câu A. Một cái presentation, một cái bài thuyết trình sắp tới. Câu B, một cái press conference, cuộc họp báo chí đây. Câu C, venue là địa điểm nè, convention là hội nghị, địa điểm hội nghị thay thế. Câu D, một cái excursion là chuyến tham quan, chuyến đi chơi, weekend vào cuối tuần. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò từ đầu xem nhóm này đang thảo luận về việc gì nha. Tin nhắn đầu tiên 5:22, Vincent mới nói là gì đây? Hey, tôi chỉ muốn có được cái thông tin của tất cả mọi người trước khi mà cuối tuần bắt đầu. Chúng ta đã có mọi thứ sẵn sàng cho cái convention, cái hội nghị chưa? Vậy đang bàn về cái gì vậy em? Cái hội nghị ha, convention. Hội nghị thì là đáp án nào vậy em? Câu A, một bài thuyết trình sắp tới cũng có thể phải không? Tại vì thường trong hội nghị thì người ta sẽ đọc diễn văn hay là đọc thuyết trình. Thuyết trình về cái vấn đề gì đó hay là đọc diễn văn ha. Vậy câu A có thể nè. Còn câu B, họp báo là sai rồi. Câu C, một cái địa điểm hội nghị cũng có thể bởi vì có từ hội nghị nè em. Ok. Còn câu D là một cái chuyến đi chơi vào cuối tuần là không có rồi nè. Bây giờ chúng ta cùng đọc tiếp nha để nó rõ hơn. Tin nhắn tiếp theo 5:24, Crunchy mới nói là gì đây? Mostly, phần lớn gần như là xong rồi ha. Rồi, I just confirmed that, tôi vừa mới xác nhận rằng là chúng ta sẽ appear, xuất hiện trên sân khấu, on stage, sân sân khấu vào thứ tư giữa trưa. Hondo 5:26 là gì đây? Great, tuyệt vời, tôi vừa mới hoàn tất cái việc viết speech, bài diễn văn. À, bài nói phải không nào? Vậy thì họ đến hội nghị để làm gì vậy em? À, để đọc cái bài speech này phải không nào? Vậy đáp án là câu nào phù hợp? À, câu A ha. Một cái buổi thuyết trình sắp tới chứ không có nói gì đến địa điểm của buổi hội nghị cả. Được không nào? Câu 169 vào lúc 5:28 đó, thì Miss Manson có ý là gì khi mà cô ấy viết là chúng ta thật sự phải go over it a few times, một vài lần. Ok, rồi đáp án trước nha câu A. Một assistant, một người trợ lý đó thì phải proofread một cái document, một cái tài liệu. Câu B, một cái speech là bài diễn văn á, phải được rehearse là diễn tập. Câu C, một cái cuộc họp đó thì phải được tham dự bởi tất cả nhân sự luôn. Câu D, một cái convention venue địa điểm của cái hội nghị đó thì cần phải được assess là đánh giá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò thử xem 5:28 và câu đó nằm ở vị trí nào nha em. À, ở đây phải không nào? We really have to go over it a few times though. Ok, để biết được câu này có ý gì chúng ta phải đọc cái câu ở phía trên ha. Đây, great, tuyệt vời. I just finished, tôi vừa mới hoàn tất cái việc viết cái bài diễn văn. We really have to, chúng ta thật sự là phải go over it. Vậy it là gì vậy em? À, it chính là bài diễn văn ha. Chúng ta thật sự là phải go over cái bài diễn văn một vài lần mặc dù vậy. Vậy thì theo em là
bài diễn văn, đáp án là câu nào? Có thể là câu B phải không? Tại vì câu B có a speech nè em. Một cái bài diễn văn thì phải được diễn tập. Cũng có lý phải không nào? Bởi vì á, họ sẽ chuẩn bị để mà trình bày một cái bài thuyết trình thì họ phải diễn tập nhiều lần, cái nó trôi chảy chẳng hạn ha. Còn nếu mà không chắc thì em có thể đọc thêm cái câu ở phía sau nữa nha. Rồi, bây giờ mình thử đọc cái tin nhắn liền sau xem 5 giờ 32 phút. Yes, sẽ có 4 người trong số chúng ta on stage lên sân khấu. Vì thế chúng ta phải chuẩn bị thật là tốt, tổ chức thật là tốt. Rất là quan trọng rằng cái transition, cái việc chuyển tiếp giữa mỗi cái phần của chúng ta đó thì phải smooth, phải trôi chảy, phải trơn tru, phải nhịp nhàng và uyển chuyển nhất có thể ha. Ok, vậy đó chính là sự diễn tập rồi, phải không nào? Vậy đáp án chắc chắn là câu B ha. Câu 170. Who most likely, ai thì rất có khả năng là Miss Dunn. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? À Miss Dunn ha, đáp án trước nào câu A. Một expert, chuyên gia về phần mềm. Câu B. Một public speaker, cái người diễn thuyết trước công chúng là diễn giả ha. Câu C. Author, tác giả của một tờ báo. Câu D. Một cái nhân viên của công ty in. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem Miss Dunn ở vị trí nào nha em. Dò tiếp đi. Từ 5:35 nha. Không có, 5:39. À có ở đây phải không nào, Miss Dunn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc câu này nha. Đọc tin nhắn này luôn đi em. I'm still waiting, tôi vẫn đang chờ cái việc delivery, cái việc giao hàng từ công ty này nè. Công ty này là công ty gì đây? Inform em có từ print nè. Một cái công nhân, một cái nhân viên có tên là Miss Dunn đã nói rằng nó sẽ đến vào ngày hôm qua. Ok, vậy Miss Dunn là ai vậy em? À, nhân viên của công ty Inform nào? Vậy đáp án chính xác là câu gì ha? Câu 171. Why? Tại sao Miss Vincent có thể là mong đợi một cái discount là giảm giá? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Miss Vincent và discount phải không nào? Đọc đáp án trước nha câu A. Một số cái điểm gì đó đã được kiếm, có nghĩa là bà Vincent kiếm được, có được những cái điểm thưởng để tích lũy đó ha. Rồi câu B đi em. Câu B có nghĩa là cái kích cỡ của cái đơn đặt hàng thì tăng, có nghĩa là mua nhiều đồ hơn ha. Câu C. Một cái sự giao hàng đó thì không có đến on time là đúng giờ. Câu D. Một số cái handout tài liệu thì có misprints là lỗi in ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem discount nằm ở vị trí nào với em. Dò tiếp những cái tin nhắn còn lại ha. À, ở vị trí này phải không nào, có từ discount. Vậy mình cùng đọc tin nhắn lúc 5:49 phút nha. Đây, thanks for offering, cảm ơn vì đã đề nghị làm cái điều đó. Điều đó là điều gì? Để hiểu rõ hơn thì chúng ta đọc cái tin nhắn ở phía trước nữa nha. 5:44. Tôi có thể dễ dàng lấy nó. Lấy nó là lấy cái gì? Mình đọc cái tin nhắn ở phía trước nữa nha, cho dễ hiểu. Từ 5:39 phút luôn, đọc lại cả tin nhắn này nào. Tôi vẫn chờ cái việc delivery, cái việc giao hàng từ công ty Bring Express. Một cái nhân viên tên là Miss Dunn đã nói rằng nó sẽ đến vào ngày hôm qua, nhưng nó là bị delay, là bị trì hoãn bởi vì một trong những cái máy in nó bị hư. Rồi, tôi có thể á là sẽ lấy nó một cách dễ dàng trên đường về nhà ngày hôm nay và rồi mang nó đến vào sáng hôm thứ hai. Cảm ơn vì đề nghị đã làm điều đó, phải không nào? Có nghĩa là đề nghị để mà đi lấy cái giao hàng từ cái công ty in á ha. Pim, bạn có thể gọi cho công ty in xem là liệu rằng họ đã gửi cái gói hàng kiện hàng hay chưa. Chúng ta nên có được giảm giá vì điều này. Vì điều này là vì điều gì vậy em? À, cái việc nó giao trễ phải không nào? Ok, vậy đáp án chính xác là câu C ha. Delay, trì hoãn có nghĩa là không giao đúng giờ, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống là những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch nào. Vincent, 5:22. Hey, I just wanted. Tôi chỉ muốn có được cái thông tin của mọi người trước khi cái cuối tuần bắt đầu. Chúng ta đã có everything, mọi thứ sẵn sàng cho cái convention chưa? Convention có nghĩa là hội nghị nha em. Rất là hay gặp ha, hội nghị, convention. Khun Chai, 5:24 phút. Mostly, phần lớn là xong rồi. Tôi vừa mới confirm, xác nhận rằng là chúng ta sẽ xuất hiện on stage, là trên sân khấu ha. On stage, trên sân khấu. Trên sân khấu vào thứ tư giữa trưa, được không nào? Hondo, 5:26 phút. Great, thật là tuyệt. Tôi vừa mới hoàn tất cái việc viết cái bài speech, là bài diễn văn đó em. Bài diễn thuyết ha. Bài diễn thuyết, bài diễn văn. Speech, được không nào? Rồi, Mason, 5:28 phút. Chúng ta thật sự là phải go over. Mình có từ go over có nghĩa là xem xét lại, hoặc là ôm lại, hoặc là kiểm tra lại cái gì đó ha. Chúng ta thật sự là phải xem xét lại, ôm lại nó, có nghĩa là ôm lại cái bài diễn văn á, một vài lần mặc dù như vậy. Rồi, Vincent, 5:32 phút. Yes, vâng, sẽ có 4 người trong số chúng ta on stage, lên sân khấu. Vì thế, chúng ta phải được chuẩn bị sẵn sàng, được chuẩn bị rất là tốt, được không nào? It's important, rất là quan trọng rằng á, những cái transition. Transition có nghĩa là cái sự chuyển tiếp ha. Sự chuyển tiếp hay là việc chuyển tiếp. Rất là quan trọng cho những cái sự chuyển tiếp hay là cái việc chuyển tiếp giữa mỗi phần của chúng ta đó thì nó smooth, có nghĩa là trơn tru hay là nhịp nhàng uyển chuyển nha. Nhịp nhàng uyển chuyển hay là trơn tru ha.
Quý vị lại chỗ này nha, rất là quan trọng để mà transitions, những cái sự chuyển tiếp giữa mỗi phần của chúng ta đó thì nó nhịp nhàng uyển chuyển nhất có thể, được không nào? Fumiko, bạn có thể gửi cho mọi người cái draft, mình có từ draft có nghĩa là bản nháp ha, bản nháp, bạn có thể gửi cho mọi người cái bản nháp được không? Rồi, Hondo, sure, chắc chắn rồi, let's all read it, tất cả hãy đọc nó thoroughly, mình có từ thoroughly có nghĩa là một cách cẩn thận hay là kỹ lưỡng ha. Một cách cẩn thận hay là kỹ lưỡng, được không nào? Thoroughly. Và gặp nhau vào ngày thứ hai ha. What about? Còn về cái những cái tài liệu marketing thì sao? Kinchai 5:39. Tôi vẫn chờ cái deliver. Delivery là cái sự giao hàng ha. Tôi vẫn chờ cái sự giao hàng từ cái công ty Prince Express. A worker, một cái người nhân viên tên là Miss Dunn, đã nói nó sẽ đến vào ngày hôm qua, nhưng mà rồi nó đã bị delay, là bị trì hoãn, bởi vì có một trong số những cái máy in của họ bị broke down. Mình có từ broke down là quá khứ của từ break down đấy em. Break down ha. Break down đối với máy móc có nghĩa là hư hỏng ha, hư hỏng. Một cái máy in đã bị hư, được không nào? Rồi, Mason 5:44. Tôi có thể dễ dàng pick it up, lấy nó, pick up là đón hoặc là lấy đấy. Đón hoặc là lấy ha. Nếu mà người thì là đón, còn nếu mà vật là lấy ha. Tôi có thể lấy nó trên đường về nhà ngày hôm nay và rồi mang nó đến vào hôm sáng thứ hai, được không nào? Rồi, Vincent 5:49. Thanks for offering. Cảm ơn vì đã đề nghị làm điều đó, Pim. Bạn có thể gọi cho cái công ty in á là xem liệu rằng họ đã gửi cái bưu kiện, cái kiện hàng đi chưa. Ok, chúng ta thì nên có được discount giảm giá cho việc này. Câu 168, câu B mình có từ press conference. Mình có từ conference là hội nghị nè em. Mình có từ press là báo chí ha. Vậy press conference là họp báo, được không nào? Cái buổi họp báo ha. Buổi họp báo. Rồi, câu D mình có từ excursion, có nghĩa là chuyến tham quan hay là chuyến đi chơi ha. Excursion, chuyến tham quan hay là đi chơi, rất là hay gặp nha. Câu 169 mình có từ proofread. Proofread có nghĩa là đọc và sửa lỗi đấy em. Đọc và sửa lỗi sai ha. Đọc và sửa lỗi sai cho một cái tài liệu gì đó ha. Đọc và sửa lỗi sai, ok. Vậy câu A có nghĩa là gì? Một cái người trợ lý đã đọc và sửa lỗi sai cho cái tài liệu, được không nào? Câu D mình có từ assess. Động từ assess có nghĩa là đánh giá ha. Assess, đánh giá, rất là hay gặp. Rồi câu 170 mình có từ experts. Ở câu A có nghĩa là chuyên gia. Experts, chuyên gia. Author ở câu C có nghĩa là tác giả ha. Tác giả. Câu 172 đến câu 175, đây là một cái letter, là một cái lá thư nha em. Câu 172, what is the purpose? Cái mục đích của lá thư là gì? Đối với dạng câu hỏi và mục đích, chúng ta đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối ha. Câu A, để mà cảm ơn một cái organization, một cái tổ chức vì đã host, là tổ chức luôn nè, vì đã tổ chức một cái function, là cái gì mình không biết mình cứ để đó nha. Câu B, to request, để yêu cầu feedback là phản hồi về cái sản phẩm mới được release là tung ra. Câu C, để yêu cầu clients, những cái khách hàng nào đó tham dự một cái sự kiện. Câu D, để provide, cung cấp những cập nhật hàng quý cho stockholders. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò đoạn đầu của lá thư trước nha em. Đây phải không nào? Dear sir or madam, để mà cảm ơn vì đặt hàng thường xuyên cái hàng hóa của chúng tôi đó, chúng tôi muốn invite, mời bạn đến một cái preview, là một cái sự xem trước em, một cái buổi xem trước riêng tư của cái dòng sản phẩm sắp tới của tôi. Có nghĩa là tham dự cái buổi giới thiệu sản phẩm mới, phải không nào? Vậy thì em xem đáp án là câu nào? Đáp án chính xác sẽ là câu C, phải không nào? Để yêu cầu hay là để mời những khách hàng đến một cái sự kiện nào đó ha. Khách hàng ở đây là những người nào vậy em? Những người đặt mua thường xuyên sản phẩm của họ, phải không nào? Đến cái sự kiện là sự kiện gì đây? Xem trước nè. Preview là xem trước đó. Những cái dòng sản phẩm mới, cái buổi ra mắt trước ha. Ok, vậy đáp án chính xác sẽ là câu C. Câu 173, what is suggested? Cái điều gì thì được nói về cái dòng sản phẩm mới. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? New line of products, form nào đã bán trước nha câu A. Nó đã không có được advertise, quảng cáo, câu B. Nó vẫn đang được thiết kế, câu C. Nó hoàn toàn được sold out, là bán hết rồi, câu D. Cái launch, cái sự ra mắt của nó sẽ bị trì hoãn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem dòng sản phẩm mới ở vị trí nào nha em. Lúc này chúng ta có dò rồi phải không nào? Đây phải không? Upcoming product line, cái dòng sản phẩm sắp tới là mới đó. Đọc tiếp nha, these items, những cái mặt hàng món đồ này nè sẽ được release là tung ra vào đầu năm tới và vẫn chưa có được review, là tiết lộ cho công chúng, có nghĩa là công chúng chưa có biết được, phải không nào? Vậy có hai ý, thứ nhất là sẽ tung ra vào đầu năm tới, thứ hai là chưa tiết lộ cho công chúng, phải không em? Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem đáp án là câu nào nha. Câu A, nó đã không được quảng cáo, đúng không? Đúng, phải không nào? Bởi vì chỗ này nó dùng thì hiện tại hoàn thành em. Thì hiện tại hoàn thành diễn tả một cái sự việc ở trong quá khứ đến bây giờ nè,
tiếp diễn đến bây giờ. Có nghĩa là từ trước cho đến bây giờ thì sản phẩm này vẫn chưa được quảng cáo. Được không nào? Là đúng, bởi vì chưa được tiết lộ cho công chúng mà ha. Còn Kobe thì sao em? Nó vẫn đang được thiết kế thì không có đề cập, phải không nào? Cozy nó hoàn toàn được bán hết rồi là càng sai nữa, bởi vì đầu năm tới nó mới ra cái sản phẩm này mà, phải không? Vậy sai luôn ha. Còn Goji, cái sự ra mắt bị trì hoãn, người ta không đề cập, người ta nói là đầu năm tới sẽ ra ha. Vậy đáp án chính xác sẽ là câu ai? Được không nào? Không có quảng cáo có nghĩa là chưa được tiết lộ cho công chúng ha. Ok, chưa được tiết lộ cho công chúng, review tiết lộ, được không? Câu 174, what is not indicated, cái điều gì á thì không có được nói về cái buổi preview, là buổi xem trước sản phẩm thôi. Rồi đây là dạng câu hỏi loại trừ, chúng ta đọc từng đáp án và dò từng đáp án nha. Câu A trước nào, nó sẽ take place, sẽ diễn ra vào tháng 11, vậy từ khóa là từ nào vậy em? November, phải không nào? Cùng dò nha. November ở vị trí nào vậy em? À, ở đây phải không nào? Em đọc nha. Cái sự kiện này là sự kiện gì? À, sự kiện xem trước cái sản phẩm, phải không nào? Sẽ rơi vào tháng 11, vậy câu A đúng không? Câu A chính xác. Câu B, nó sẽ được tổ chức tại văn phòng chi nhánh, vậy từ khóa là từ nào vậy em? À, branch office, văn phòng chi nhánh, phải không? Và bây giờ chúng ta sẽ dò địa chỉ và địa điểm là ra, được không nào? Rồi cùng dò nha. Dò tiếp đi em. À, có từ address nè. Address có nghĩa là địa chỉ, mình đọc nha. À, cái sự kiện này sẽ rơi vào ngày 9 tháng 11 từ 5 giờ đến 9 giờ tại cái địa chỉ đã được cung cấp trên đầu của lá thư này. Vậy em nhìn lên trên đầu của lá thư đi. À, ở đây phải không nào? Em coi nè. Headquarters là trụ sở chính chứ không phải chi nhánh. Và đáp án là câu gì đến liền luôn em? À, câu B ha. Ok, không cần dò câu C và câu D nữa. Câu 175, how, bằng cách nào thì attendees, những người tham dự, có thể nhận được cái voucher, cái phiếu quà tặng, về từ khóa là từ nào vậy em? Voucher là đáp án trước nha. Câu A, bằng việc xuất trình một cái lá thư. Câu B, bằng việc mua nhiều cái mặt hàng hay là món đồ. Câu C, bằng việc trả lời một cái questionnaire, là bản hỏi. Câu D, bằng việc được chọn trong một cái draw, trong một cái buổi rút thăm trúng thưởng hay là sổ số trúng thưởng ha. Từ này cũng gặp khá là thường xuyên, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò từ khóa voucher xem ở vị trí nào nha. Đoạn số 2 giờ tiếp xem có voucher không nào? À, không có ha. Đoạn số 3 thì sao em? Cũng không có luôn. Đoạn cuối cùng thì có voucher không? À, có từ vouchers ở đây nè, phải không nào? Chúng ta cùng đọc cái câu trước từ khóa nha. Winners, những người chiến thắng á, thì sẽ nhận được vouchers. Mà cái voucher này á, thì cho họ nhận được cái discount và cái giảm giá khi sản phẩm mới được tung ra. Chưa có đáp án, phải không nào? À, cái voucher này có thể được sử dụng tại những cái cửa hàng khắp cả nước luôn. Vậy thì nó có nói là bằng cách nào mà nhận được voucher không em? Nó chỉ nói là người chiến thắng thì nhận được voucher thôi. Nhưng đáp án có người chiến thắng gì không? Chưa có, phải không nào? Chưa nhận được đáp án, vậy chúng ta phải dò tiếp thôi. Dò ngược lại đi em, đọc từ chỗ này nha. Ticket numbers, những cái số ở trên cái vé đó sẽ được bao gồm trong một cái buổi rút thăm trúng thưởng đặc biệt. Cái con số chiến thắng sẽ được công bố vào cuối buổi tối. Vậy những người chiến thắng là những người có được cái winning numbers, phải không nào? Mà làm sao họ biết được là họ winning numbers? À, họ sẽ tham gia một cái draw, một cái buổi rút thăm trúng thưởng và được công bố vào cuối buổi tối, phải không nào? Vậy thì đáp án là câu nào vậy em? Câu D, phải không nào? Được chọn bởi một cái buổi rút thăm trúng thưởng ha. Khi họ được chọn trong cái buổi rút thăm trúng thưởng thì họ sẽ trở thành người chiến thắng. Và khi trở thành người chiến thắng thì họ nhận được voucher. Đáp án là câu D, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống là những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô Kem nha. Cùng dịch nào, ticket number, mã số vé ha. Headquarters có nghĩa là trụ sở chính, được không nào? Trụ sở chính của công ty này ha. Địa chỉ, ngày gửi lá thư, Dear or Madam, cảm ơn bạn vì đã place orders. Mình có cụm place an order, có nghĩa là đặt hàng đấy. Place an order, đặt hàng ha. Cảm ơn bạn vì đã đặt hàng regular, là thường xuyên đều đặn những cái goods. Mình có từ goods, danh từ có S, có nghĩa là hàng hóa ha. Hàng hóa hay là sản phẩm, hàng hóa của chúng tôi muốn invite, mời bạn đến một cái private preview. Mình có từ preview, có nghĩa là buổi xem trước hay là cái sự xem trước em. Buổi xem trước hay là cái sự xem trước ha. Hoặc là mình dịch ra mắt cũng được. Private là riêng tư. À, cái buổi xem trước riêng tư của cái gì em? Cái line, mình có từ line là dòng nè, product là sản phẩm. Vậy product line có nghĩa là dòng sản phẩm ha. Cái dòng sản phẩm upcoming, sắp tới của chúng tôi. These items, những cái món hàng, mặt hàng này nè, thì sẽ được release. Mình có động từ release là gì em? Tung ra, gặp rất là nhiều rồi ha. Sẽ được tung ra vào đầu năm tới. Và vẫn chưa có được review. Mình có từ review, động từ có nghĩa là tiết lộ ha, review, tiết lộ. Vẫn chưa có được tiết lộ ra public, là công chúng, được không nào? The event, cái sự kiện á, thì sẽ rơi vào ngày 9 tháng 11, từ 5 giờ đến 9 giờ chiều. At the address, tại cái địa chỉ được nêu ở phía trên của cái lá thư này. CEO, giám đốc của công ty này nè, tên là Bill Craver đó, sẽ deliver, mang cái từ deliver có nghĩa là phân phát. Talk là bài nói chuyện.
Introductory là giới thiệu, phân phát một cái bài giới thiệu có nghĩa là phát biểu cái bài giới thiệu hay em ha. Vậy mình có một cái cụm là gì? Deliver a talk là phát biểu một cái bài nói chuyện ha. Thỉnh thoảng cái từ deliver cũng hay dùng với từ speech nữa em, có nghĩa là bài diễn văn đó. Phát biểu một cái bài nói chuyện hay là một cái bài diễn văn ha, rất là hay gặp được không nào? Ok, cô dịch tiếp nha. After which, sau đó, có nghĩa là sau cái bài diễn văn á, sau cái bài nói chuyện á, thì cái design team chief, trưởng cái nhóm thiết kế đó, tên là Peter Willington, sẽ present, trình bày cái dòng sản phẩm mới của chúng tôi. Dòng sản phẩm này là thuộc cái gì em? Home appliance. Mình có từ appliance có nghĩa là thiết bị ha. Home là nhà, thiết bị ở nhà có nghĩa là đồ gia dụng, được không nào? Thiết bị gia dụng hay là đồ gia dụng ha. Customers, những vị khách á, thì không được permitted, không được phép. Take pictures là bằng với lại take photo là chụp hình đó em. Không được chụp hình hoặc là record, ghi âm cái sự kiện này. Bởi vì đây là một cái sự kiện riêng tư nè em, private ha, kín đáo riêng tư. A dinner, một cái bữa tối á, một cái bữa ăn tối sẽ được serve là phục vụ vào lúc 6 giờ 30 phút chiều. Và rồi những vị khách sẽ được cho xem một cái demonstration. Mình có từ demonstration có nghĩa là một cái buổi trình diễn hay là buổi minh họa ha. Buổi trình diễn minh họa. Buổi trình diễn minh họa. Hands on là tại chỗ ha, hands on tại chỗ. Cái dòng sản phẩm mới có nghĩa là buổi trình diễn minh họa sử dụng cái sản phẩm mới, được không nào? Rồi tiếp, nếu mà bạn lên kế hoạch á, để mà attend là tham dự thì hãy gọi cho cái cô tên này nè, tại số điện thoại này trước ngày 27 tháng 10. Nếu cô ấy không nghe bất cứ điều gì từ bạn trước cái ngày đó đó thì chúng tôi sẽ assume là cho rằng ha. Assume cho rằng thì chúng tôi sẽ cho rằng là bạn không có attend là tham dự và remove. Mình có từ remove là xóa bỏ hay là loại bỏ nha em. Xóa bỏ hoặc là loại bỏ ha. Xóa bỏ cái số vé của bạn á, khỏi cái danh sách khách mời của chúng tôi. Ticket numbers, những cái mã số vé sẽ được included, được bao gồm, được đính kèm trong một cái draw. Mình có từ draw là buổi rút thăm hay là sổ số trúng thưởng đem. Rút thăm hoặc là sổ số trúng thưởng ha. Sổ số trúng thưởng. Ok. Sẽ được bao gồm đính kèm trong một cái buổi rút thăm sổ số trúng thưởng đặc biệt. The winning numbers, những cái con số chiến thắng á, sẽ được announce là công bố vào cuối cái buổi tối đó. So, vì thế hãy đảm bảo chắc chắn rằng á, hãy mang cái lá thư này cùng với bạn. Winners, những người chiến thắng á, thì sẽ receive, nhận được những cái vouchers, cái phiếu quà tặng, cái thẻ quà tặng mà nó sẽ cho họ được quyền nhận được cái discount là giảm giá khi cái sản phẩm mới á, của chúng tôi được release là tung ra. The vouchers, cái phí quà tặng á, thì có thể được sử dụng tại những cái cửa hàng trên khắp đất nước. We hope, chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể join us là tham gia cùng chúng tôi, được không nào? Rồi, tiếp ha. Câu 172, câu A mình có từ hosting. Đậm từ host có nghĩa là tổ chức đem, tổ chức ha. Tổ chức. Rồi, function. Function chúng ta hay gặp có nghĩa là chức năng. Danh từ function là chức năng. Nhưng function còn có một nghĩa nữa là buổi họp mặt hay là buổi lễ ha. Function, buổi họp mặt hoặc là buổi lễ. Và chỗ này có nghĩa là buổi họp mặt hay là buổi lễ đó em, cô dịch lại nè cô ai. Cảm ơn một cái tổ chức vì đã tổ chức một cái buổi họp mặt, một cái buổi lễ ha. Chứ mình dịch chức năng thì kỳ quá. Rồi cô xin mình có từ quarterly. Quarter đó em là một phần tư nè. Quarterly có nghĩa là hàng quý ha. Mỗi quý có 4 tháng đó. Hàng quý được không nè. Hàng quý hay là từng quý ha. Hàng quý. Rồi stockholders, mình có holders là người giữ nè. Stock là cổ phiếu, có nghĩa là cổ đông đấy. Người giữ cổ phiếu là cổ đông ha. Cổ đông. Vậy câu đây có nghĩa là gì? Cung cấp cái cập nhật hàng quý cho những cái cổ đông, được không nào? Có 173 mình có từ sold out. Sell out có nghĩa là bán hết luôn em. Bán hết sạch luôn á. Bán hết ha. Bán hết cái gì đó, được không nào? Ok.